Sau những màn yêu đương ngọt như đường, Long và Nam lại đang khiến cho khán giả phải rớt nước mắt vì nhiều sóng gió liên tục ập đến. Bà Xuân thuê thám tử theo dõi cả hai và đã chụp hình Nam hôn Long. Bà rất tức giận, liền gọi Long về nhà họp mặt gia đình gấp. Trước sự chất vấn của mẹ, Long đã thừa nhận mình và Nam đang hẹn hò với nhau. Không chỉ bà Xuân phản đối mà ông Khang và cụ Dần cũng tỏ vẻ không đồng ý. Mới đây, việc bà Bích bị bà Xuân khám túi và phát hiện cái vòng vàng bị mất của cụ Dần, bà ta không ngừng la lối om sòm, còn gọi cả Nam đến để sỉ nhục cô. Bị vu oan lấy trộm đồ, bà Bích không can tâm, liên tục giải thích với ông Khang và Long nhưng bị Nam nằng nặc kéo mẹ về. Đối diện với những chuyện này, Nam rất buồn lòng và đau khổ. Cô đến bên mộ bố và tâm sự với bố, quyết định chia tay với Long. Rồi sau đây, liệu rằng câu chuyện tình yêu của cả hai sẽ đi về đâu? Liệu rằng Long có đủ kiên quyết để giữ được tình yêu của mình với Nam hay không? Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.